Bạn muốn tuyển thẳng vào trường đại học mong ước. Bạn muốn đi du học. Bạn muốn hội nhập quốc tế. Hãy tham gia kỳ thi tài năng IELTS để đạt được ước muốn và tranh tài với những người Việt giỏi tiếng Anh. Hãy thể hiện năng lực, kỹ năng của bạn và kết bạn với bạn bè trên toàn quốc. Tranh tài để giành cúp vô địch cùng phần thưởng trị giá hàng nghìn đô la. Trước tiên, bạn cần có chứng chỉ IELTS với vòng thi tháng và chiến thắng trong vòng thi quý trước khi đến với vòng chung kết. Bạn đã sẵn sàng trở thành nhà vô địch IELTS Việt Nam đầu tiên chưa? Hãy tham gia kỳ thi tài năng IELTS ngay hôm nay và tranh tài tại vòng chung kết vào ngày 19 tháng 9 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội.